Chị Hu rồi ta đang ở trước sảnh của khách sạn như thế chị. Em chào chị, con chào cô. Chào cô. Chị. Chào chị ba. Chị Anh, chị Anh hả? Chị Anh. Hello cô. Chị Anh. Tối ngủ được không chị? Được. Giờ là chị hết rồi phải không anh ta? Thầy cần cái bên đây để phản mày. À, dạ. Đó, bây giờ là chị Hu đồ sớm nhà cô rồi nữa là bỏ cái hành lý lên trên xe nha cô chú anh chị. Không không, ta chuyên nghiệp mà. Kịp. Kịp không? Thêm như đốt lửa rồi vậy. Mình có lại có vừa rồi. Để cái giữa xe đó, để xe. Ồ, bác tài xếp gọn quá ha. Đi về anh. Bác tài quá hay luôn. À, xuống sân bay là vẫn có cái xe với cái trang này 16 chỗ về nhà lưu luôn. Lưu đặt rồi. Ông lái xe hổm mà anh. Hả? Khác chứ cái chị tôi đéo lái. Ông không lái ghê thiệt chứ. Ông đó là ông đang đi tổ quá. Quá rồi. Chắc chắn gì. Xe anh chị ngon lắm. Giờ là xe luôn ha, quý cô chú chị. Giờ mình đi ăn ha chị. Ừ, giờ đi ăn giảm thời gian luôn. Dạ. Ừ, dạ. Dạ. Khác muối giờ chắc cũng hơi khó ngủ hả chị? Đâu con. Rồi bây giờ chân bỏ không bỏ. Bỏ lại. À, đi. Mới làm caramel gì mà giờ mình đi đâu nãy giờ vậy? Trời ơi. Dạ có chỗ gì chứ cũng mở rồi. Dạ. Ăn luôn để cho thầy về. Đi ăn dọc đường cũng được chứ khu gì này cũng như chưa bán sớm quá. Dạ. Mình cứ chạy đi rồi mình tập đâu mình vô đó. Xuống tụi bay tay xuống gần tới dưới tụi bay ăn. Dạ. Đúng rồi, chứ thầy về. Không thầy là về. Thầy về đường này mà thầy đâu có gì. Dạ. Thầy về ngõ thường mà. Tới về về ngần về em tưởng thầy Duy Sơn. Rồi. Rồi bye bye. Rồi con bye bye thầy nha thầy. Rồi ok. Rồi. Ủa vậy là mình còn gặp thầy không chị? Dạ, đi tới Ninh đúng không? Đi Ninh. Dạ. Rồi, con chào thầy. Chị chú thầy cô, chị. Con gái này để dù con miếng sao. Đó. Bạn miếng giữa đó. Rồi, giờ chị Hu với hai cô lên xe ha. Lên xe luôn nè. Rồi. Giờ anh Điêu cũng lên xe luôn. Xếp về cái chỗ ngồi nha cô chú anh chị. Thôi đưa đây. Ai ta đặt rồi. Rồi. Lắm quá. Được chưa? À, bây giờ đi tới tối bây giờ ông nội ơi. 7 giờ. Bây giờ mình chuẩn bị là đi còn rước chị Tư nữa nha. Rồi, chị Tư rồi nè cô chú anh chị ơi. Hello chị Tư. Thôi, nhớ lên chị Tư rồi đây. Đưa ra đi sao? Hello anh Tư. Người đẹp đẹp sơ lạnh. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Từ hôm nay đem hành lý quá trời nha. Quá tuyệt vời. Ủa còn nữa hả? Xong chứ chị Tư. Hết rồi hả chị? Rồi. Bây giờ chị Tư xuống nha. Người đẹp trai luôn. Rồi người đẹp gái xuống ngồi chung với người đẹp trai. Rồi bây giờ là mình ra hẳn sân bay để gặp những thành viên còn lại. Đây chị đỡ con hỉ hả chị? Ở sân bay thì có sao hả mà chị đứng bên kia mà đây chị đứng đây. Trời mở cho vô. Trời ơi bà chủ kỳ chị. Bà chủ mà bà kia mới sợ. Bà chủ gì bữa nay mà nhân viên không mở cửa cho bà chủ vô đó.
nay quá trang quá đẹp luôn, tưởng đâu bà nào. Bà chủ bị bỏ ngoài. Chị ơi, hát lạnh không chị? Nói nghe buồn không? Chị ơi. Hồi nãy Phương nói chị, Phương kêu Phương chắc hôm nay chị về chị Tư mặc đồ bà ba ổng làm chứ. Bộ đồ lắm. Chị lạnh không? Chị lạnh không? Không hả? Xem nghe lạnh chứ ta. Rồi bây giờ là team cũng vừa tới sân bay nha cô chú anh chị. Đó, chị Tư rồi nè ha, đã có mặt rồi. Chị Tư, chị Thu. Ủa mà này mình có đem theo được không? Không đem theo được mình giúp. Nè mình gửi bắt tay đi tới bữa đó nếu mình đặt nó. No. Để mình thì nào mình bay lên máy bay. Ừ, chị đang bay. Cho đem lên mà. Đó cho lên mà. Cho mình đem. Đem. Hồi xưa không cho chứ giờ. Không, quá tiện luôn. Đây cô chú anh chị ơi, hành lý của vợ chồng em. Bây giờ chị chuyển trước đây đi để cho tên chị chuyển vô đi. Đường nào cũng đi. Tại giờ anh kéo đâu, bởi con Phương thì chị đó, nó có xài đâu. 10:45 bay như cô chú anh chị bây giờ là vừa tới đây luôn nè. Rồi anh Minh có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng nha. Chập cho anh Minh cái chập. Phải chập nữa hả? Sáng vô ăn gì hết, giận me luôn. Ở giận me kìa chị. Tối rồi chị ơi, đang me luôn rồi. Tối quá giận me kìa trời. Mẹ Thái hả? Rồi giờ mọi người đẩy hành lý vào bên trong ha. Chị Tư, hồi tối chị ngủ được không chị Tư? Cảm ơn anh nhiều. Được hả? Chị có mặt lúc mấy giờ chị Tư? Chúc mừng không? Bữa nay chị Tư xinh quá. Phải không chị? Ôi. Đó, bây giờ là mọi người đem hành lý vào bên trong của chú anh chị ha. Chị ta còn hiếu gì không? Không biết luôn á. Ủa chị Tư nhiêu đó đó hả chị Tư? Rồi bây giờ là sẽ vào phía bên trong sân bay. Đi
nó rất là đông nha cô chú anh chị. Mình cái gửi xong mình check in được. Dạ. Cái gửi xong mình check in. Mình canh hành lý gửi hay là mình chờ hai người kia vô mới canh hành lý được. Chờ người ta vô mình mới gửi được lần chứ. Không, nhưng mà bây giờ nếu mà để gửi thì mình cũng đi ăn thì em hỏi hai cái chị đó đó, hành lý có ký gửi hay không? Có ký gửi mà bạn được. Ồ, có ký gửi. Thì mình không cần chờ. Có ký gửi. Giờ là chờ chị Thanh Loan nè. Bây giờ mình ngồi nghỉ đi. Giờ mình ngồi mình chờ. Ngồi nghỉ rồi chờ chị Thanh Loan nữa. Gì anh? Dạ. Đi 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 qua hàng ghế đó. Cái nào em cũng hú hồn. Lấy nóng cặp cho nội chung chị Tư. Cái gì? Nóng cặp ra mới chịu á. Ồ ô chị Tư ơi, lấy nóng cặp ra đội chung chị Tư. Trời ơi, đã có chuyện tính toán. Ồ rồi, cái gì vậy? Ồ rồi. Mua hai màu ha. Nãy nhìn cái nó ý cái nó mình không hiểu là ý cái gì. Ủa mình sao nó sọc sọc giống nhau vậy? Thôi đứng một cặp. Ai, đứng không lại. Đứng đứng đó, đứng. Mạng bán là một cặp. Cái đầu cái giờ cái đầu hai hai. Đứng lại chị vậy chị. Chị đội 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 lên cái coi. Mấy người kia đâu có lời. Kìa ngồi hết trơn rồi kìa.